ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu đã ban hành quyết định về việc bổ sung quy định tại các trụ tắm nước ngọt trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Cụ thể, người dân, du khách sử dụng xà bông, dầu gội, hóa chất tại các trụ tắm nước ngọt công cộng xả nước ra biển sẽ bị yêu cầu dừng sử dụng trụ tắm và tiến hành xử phạt hành chính theo quy định. Theo quyết định vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu ban hành, người vi phạm bị phạt mức 300.000 đến 500.000 đồng. Nghị định 155/2016, Nghị định Chính phủ, từ ngày 22 tháng 8, thành phố Vũng Tàu sẽ tiến hành xử phạt các trường hợp vi phạm.